Chiều nay, Hội nghị HALA toàn quốc với chủ đề Phát huy nội lực, tăng cường hợp tác quốc tế để đẩy mạnh phát triển ngành HALA Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu, đại diện các bộ ngành địa phương doanh nghiệp của Việt Nam. Nhiều đại sứ các nước và 50 quốc gia tham dự trực tiếp và trực tuyến. HALA có thể hiểu khái quát là tổng thể các ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Hồi giáo. Với thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến và xuất khẩu, Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển ngành HALA trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, đồng thời tham gia sâu hiệu quả vào thị trường HALA toàn cầu. Các phát biểu tại hội thảo đã khẳng định việc phát huy nội lực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng để xây dựng ngành HALA Việt Nam bài bản, chuyên nghiệp và toàn diện. Kinh nghiệm phát triển ngành HALA của nhiều nước đã được chia sẻ, cùng với đó là những đề xuất hợp tác với Việt Nam để phát triển ngành HALA. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam mong muốn trở thành một mắt xích quan trọng trong thị trường HALA toàn cầu và có cơ sở để đạt được mục tiêu này khi có chính trị, xã hội ổn định, môi trường đầu tư thông thoáng, dân số vàng. Việt Nam cũng nằm ở vị trí chiến lược thuận lợi, đã ký kết 16 FTA với hơn 60 thị trường trên thế giới, trong đó có nhiều nước sử dụng sản phẩm HALA. Đặc biệt, Việt Nam luôn nỗ lực hết mình vì môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển. Thủ tướng đã nhấn mạnh 3 thông điệp và 5 đẩy mạnh phát triển ngành HALA Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam rất quan tâm và mong muốn được hợp tác với HALA thành một cái nội hàm hợp tác kinh tế quan trọng, trụ cột mới, động lực mới trong phát triển quan hệ với các nước, nhất là các nước cộng đồng Hồi giáo trên thế giới. Thứ hai là đẩy mạnh cái phát triển ngành HALA này, cái công nghiệp HALA và hệ sinh thái HALA hiện đại, toàn diện, bền vững và hiệu quả. Và cái thứ ba là hợp tác HALA là trên cơ sở tôn trọng các cái giá trị văn hóa, tôn trọng cái phẩm giá con người, tôn trọng cái văn hóa của các dân tộc. Cộng đồng Hồi giáo hiện có hơn 2 tỷ người, quy mô nền kinh tế HALA toàn cầu dự kiến ước đạt 7.700 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và sẽ tăng lên 10.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Thủ tướng tin tưởng ngành HALA Việt Nam sẽ phát triển khi có sự hợp tác của bạn bè quốc tế. Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư tới Việt Nam để cùng hợp tác và phát triển ngành HALA, mở cửa các thị trường cho các sản phẩm HALA xuất khẩu của Việt Nam. Thúc đẩy ngoại giao kinh tế. Tại sự kiện, nhiều văn kiện hợp tác về HALA đã được trao giữa các cơ quan địa phương của Việt Nam với một số đối tác HALA tiềm năng trên thế giới.